Xin chào tất cả các quý khán thính giả trở lại câu chuyện ngắn của The USKT News. Nhà vận động hành lang của công ty Trung Cộng được mang tên Huawei, tên tiếng Việt là Hoa Vĩ, đã tài trợ hàng ngàn USD cho các chiến dịch của đảng Dân Chủ. Một nhà vận động hành lang cho công ty Trung Cộng vốn bị xem là mối đe dọa an ninh quốc gia, đã quyên góp hàng ngàn đô la Mỹ Kim cho ít nhất 8 chiến dịch tranh cử giữa quốc hội của đảng Dân Chủ. Theo dữ liệu từ Open Secret, một tổ chức bất vô lại chuyên theo dõi chi tiêu về chính trị, trong tháng trước tháng 10 của 2022, ông Thomas Green, cố vấn cao cấp của công ty luật đa quốc gia Sydney Austin, nhà vận động hành lang hàng đầu cho công ty viễn thông của Trung Cộng, đã góp 10.000 Mỹ Kim cho 8 cái chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ. Những khoản đóng góp này chủ yếu được thực hiện cho các chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ ở các tiểu bang chiến địa hoặc nơi mà ứng cử viên của đảng Dân Chủ đang tranh cử một cách vô cùng khó khăn. Wow. Tôi không biết rằng cái sự kiện mà những công ty vận động hành lang của Trung Quốc bỏ tiền vào những con ngựa của đảng Dân Chủ cho mùa giữa kỳ sắp tới đây sẽ mang cái điều gì. Một lần nữa, điều gì thì điều, nhưng mà đừng bán cái nước Mỹ của chúng ta hỡi những chính trị gia của đảng Cộng Hòa hoặc kể cả luôn Dân Chủ. Bởi vì nơi đây là nơi của sự tự do cuối cùng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin ngắn tiếp theo. Bộ luôn sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin liên quan và chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.